Giá Thanh Long xin kính chào quý bà con và các bạn. Xin mời quý bà con và các bạn đến với bản tin Giá Thanh Long của ngày hôm nay. Lần đầu đến với kênh, quý bà con và các bạn hãy cho kênh xin một like, một đăng ký và một chia sẻ. Quý bà con và các bạn hãy nhấn đăng ký, nhấn chuông và chọn tất cả để mỗi khi giá Thanh Long thay đổi liên tục, quý bà con và các bạn sẽ nhận được những thông tin nhanh, kịp thời và chính xác nhất trên thị trường. Mến chúc quý bà con và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui, sức khỏe, hạnh phúc và may mắn. Thanh Long rớt giá, nông dân càng làm càng lỗ nặng. Giá Thanh Long hết đợt này đến đợt khác rất thê thảm. Người nông dân làm quần quật cả năm nhưng lại mất cả chì lẫn chài, làm mướn không công trên chính mảnh đất của mình. Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Văn Minh, trú tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận về những khó khăn của người trồng Thanh Long đang gặp phải. Theo anh Minh, đợt Tết Nguyên đán giá Thanh Long lên được 18-19.000 đồng, nhưng Thanh Long nhà anh chưa chín nên không bán được. Cách đây mấy ngày còn được 7-8.000 đồng, vẫn không có ai mua. Hơn 15 tấn thanh long nhà anh chín đỏ vườn vẫn chưa bán được, chỉ cần neo trên cây thêm một tuần nữa là xuống mã, chỉ còn nước cắt cho bò ăn. Mình là nông dân, chân lấm tay bùn, lấy công làm lời, vốn liếng đã ít lại chịu nhiều rủi ro. Khi làm vài tháng được quả thanh long mà họ trả rẻ như cho, cứ bảo cố mà không biết cố đến khi nào giá mới lên được. Anh Minh thở dài. Theo anh Minh, để hòa vốn, mỗi cái thanh long bán tại vườn phải được từ 12.000 đến 13.000 đồng một ký. Thế nhưng hiện nay thương lái họ trả chỉ gấp 7-8.000. Cũng từng bán thanh long, anh Phan Văn Long, trú tại Hàm Trí, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận cho biết, cầm mấy trăm nghìn tiền bán thanh long ra khỏi vựa mà anh thấy xót xa quá, chân cảm giác không đứng được vững. Tôi thuê thêm nhân công cắt với giá 600 đồng một ký, thuê xe chở qua vựa, họ trả giá thấp. Còn lại, nhìn tâm huyết và công sức của mình bỏ ra bao nhiêu tháng trời ròng rã, vất vả sớm hôm rồi mang về mấy đồng ạc lẻ, xót xa lắm, anh Long ngán ngẩm lắc đầu. Theo anh Long, giá rẻ, công cao, cắt sang vụ này, anh để thanh long mọc đua với cỏ, chứ không đầu tư phân bón và nhân công nữa vì không còn tiền để duy trì. Nhiều nhà không bán được, thanh long xuống mã phải chặt bỏ tại gốc làm phân hoặc cho bò, cho dê ăn. Có nhà không cầm cự được, còn chặt bỏ thanh long, bán mỗi trụ bê tông được 40.000 đồng rồi đi làm công ty hoặc bán đất lấy tiền dưỡng già, buồn lắm, anh Long cho hay. Trao đổi phóng viên, ông Huỳnh Văn Tiến, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hàm Chính, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cho biết, giá thanh long trên địa bàn hiện tại cũng còn rất thấp. Nhiều hộ gia đình có thanh long đến kỳ thu hoạch nhưng vẫn không bán được. Nguyên nhân khiến giá thanh long tiếp tục rớt giá thảm là do tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu biên giới phía Bắc tái diễn sau Tết Nguyên đán. Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn, tính đến sáng ngày 15 tháng 2, tổng lượng xe chở xuất khẩu tại ba khu vực cửa khẩu đường bộ là Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma là 1.932 xe. Trong đó, lượng xe chở hoa quả chở xuất khẩu là 1.590 xe, chiếm 82% tổng lượng xe chở xuất khẩu. Nguyên nhân khiến tình trạng xe chở hàng xuất khẩu ùn ứ gia tăng nhanh sau Tết Nguyên đán là do xe hàng ở các địa phương, doanh nghiệp đưa lên quá nhiều, vượt quá công suất thông quan của các cửa khẩu. Trong khi đó, phía Trung Quốc vẫn thắt chặt các biện pháp kiểm soát dịch COVID-19, nên lượng hàng xuất khẩu trung bình chỉ đạt khoảng 100 xe trên một ngày. Trước tình trạng xe ùn ứ quá tải ở các cửa khẩu đường bộ, Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đã ra thông báo từ 0 giờ ngày 16 tháng 2 đến ngày 26 tháng 2 sẽ tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở mặt hàng hoa quả tươi lên cửa khẩu đường bộ của tỉnh Lạng Sơn. Giá thanh long vẫn neo ở mức thấp. Mời quý bà con và các bạn cùng lắng nghe bản tin chi tiết giá thanh long của ngày hôm nay. Thanh long ruột đỏ miền Tây vừa, loại 1 có giá từ 7.000 đến 8.000 đồng một ký, loại 2 có giá từ 5.000 đến 6.000 đồng một ký, loại 3 có giá từ 3.000 đến 4.000 đồng một ký, ruột trắng miền Tây có giá từ 2.000 đến 4.000 đồng một ký. Thanh long ruột trắng Bình Thuận về vừa, bò đẹp lần lượt có giá là 6.000, 5.000, 4.000 đồng một ký, bò sàn lần lượt có giá là 4.000, 3.000, 2.000 đồng một ký, hàng giả có giá từ 1 đến 2.000 đồng một ký. Thanh long ruột đỏ Bình Thuận hàng đẹp về vựa có giá từ 9.000 đến 11.000 đồng một ký. Thanh long ruột trắng Muso có giá từ 3.000 đến 5.000 đồng một ký. Giá thanh long lên xuống từ 1 đến 3.000 tùy theo vựa, tùy theo từng thương lái, tùy theo chất lượng trái và cũng cả tùy theo từng khu vực. Quý bà con và các bạn vừa lắng nghe bản tin giá thanh long của ngày hôm nay. Giá thanh long xin cảm ơn quý bà con và các bạn đã luôn đồng hành, theo dõi và ủng hộ kênh. Quý bà con và các bạn thấy kênh hay và ý nghĩa, xin hãy tặng kênh một like, một đăng ký, một chia sẻ. Quý bà con và các bạn hãy để lại bình luận của mình bên dưới video để trao đổi về mọi thông tin, giá cả cũng như các loại nông sản mặt hàng khác. Hẹn gặp lại quý bà con và các bạn trong những bản tin tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.